Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 1 của tuần 8 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình của sách giáo khoa môn toán lớp 5 thì chúng ta đã có đầy đủ vở bài tập tập 1, tập 2 của môn toán lớp 5. Trên kênh của chúng mình cũng đã có nhá. Các cái phiếu bài tập của toán lớp 5 thì thầy cũng đã làm xong. Ngoài ra thì các cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2, cuối học kỳ 2 và giới thiệu cho các em những cái đề tuyển sinh vào lớp 6, thi vào trường chuyên, lớp chọn đều có hết. Rồi, và bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa ra và chúng ta cùng vào cái bài hôm nay. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái tiết đầu tiên này. Đó, tiết 1 nhé. Thì yêu cầu mình là viết vào chỗ chấm. Rồi, người ta yêu cầu này, bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. Đó, tức là gì? 72,30 này. Đó, vậy thì tận cùng bên phải tức là gì? Chữ số 0 ở tận cùng bên phải, người ta đếm từ bên gì? Bên phải sang bên trái, đúng không? Bây giờ chúng ta bỏ một chữ số 0 này. Ta bỏ có thể là bỏ các chữ số 0, miễn làm sao là gì? Nó bằng với cái số thập phân. Vậy thì các em biết được là nguyên tắc về số thập phân này. Ví dụ chúng ta có này, 72,3. Đấy, vậy thì thực chất 72,3 đây này thì nó cũng đều bằng là gì? 72,30 này, cũng có thể là 72,3300 này, 72,3000 vân vân. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể gì, các cái chữ số 0 ở tận cùng bằng bao nhiêu đi nữa thì nó cũng gì, có thể viết gọn được là 72,3. Các em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ đi mấy, một chữ số 0 được thôi, đúng không? Vậy thì đây sẽ là viết gọn lại là 72,3, được chưa? Rồi nhá. Rồi, 6,04 nè. Đó, vậy thì ở đây chúng ta chỉ có thể bỏ được chữ số 0 nào? Hai chữ số 0 này thôi, đúng không? Số 4 này là gì? Nó nằm ở hàng trăm rồi thì chúng ta không thể bỏ được số 4. Vậy thì chúng ta viết gọn ở đây sẽ là 6,04. Được chưa? Đó, dễ như là ăn cháo, đúng không? Rồi, tiếp theo ở đây sẽ là bao nhiêu? 3,20 phải bao nhiêu các em? 46 thôi, đúng không? Đó. Đây, chúng ta sẽ viết số 46. Được chưa nào? Rồi, xong nha. Rồi đến câu B nè. Người ta yêu cầu nè, viết thêm các chữ số 0. Đó, ở câu A thì chúng ta làm bỏ đi. Thì bây giờ này, câu B người ta yêu cầu viết thêm các chữ số 0 vào phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng đều có 3 chữ số này. Đấy, các em nhớ này, cái phần thập phân này trong một cái gì các em? Số thập phân thì bao giờ cũng có phần gì? Phần nguyên đứng gì? Đứng trước dấu phẩy và phần thập phân gì? Đứng sau. Vậy ở đây họ yêu cầu phần thập phân mấy chữ số? 3 chữ số. Vậy thì chúng ta thấy ở đây mới có mấy? 2 chữ số. Thì chúng ta chỉ cần thêm một gì? Một chữ số 0 thôi. 4,56. Vậy phần thập phân đây mới có mấy? 2 chữ số. Giờ kèm thêm một chữ số nữa. Được chưa? Rồi tương tự như vậy. Thì ở đây 2,5,3 nè. Một chữ số nè. 2 chữ số này, 3 chữ số này. Được chưa? Rồi nha. Tương tự như vậy thì các em có thể viết được ở đây là 502,07. Mấy chữ số rồi? 2 chữ số, ta thêm 1 chữ số 0 nữa thôi. Được chưa? Đó, xong nha. Rồi hôm nay thì trời nó mưa nên là rất là nhiều những cái con ếch rồi nhái rồi ảnh ương đó, nó kêu rất là nhiều đó. Các em có thể nghe được đúng không?
Đấy, rất là ổn, nhưng mà không sao, những âm thanh đó thì làm chúng ta vui hơn. Rồi, đúng thì ghi chữ đờ và sai thì chúng ta lại ghi chữ S ở đây. Câu A này, 0,600. Đấy, vậy thì ở đây người ta cho mình là 0,600 này. Vậy thì kem nhìn vào đây kem thấy phần gì? Phần thập phân này. Phần thập phân người ta mấy chữ số? 1, 2, 3. Như vậy phần thập phân 3 chữ số thì mẫu của nó sẽ là 1 gì? 1.000 đúng không? Đúng nè. Đấy, vậy thì ở đây là mẫu là 1.000. Đây sẽ là 0,600. Vậy thì nó sẽ là 6 gì? 600 đúng không? Trên 1 gì? 1.000 đúng không? Đó. Vậy thì cái phần thập phân đây 3 chữ số thì nó sẽ là 600 rồi đúng không? Và đằng trước nó phần gì? Phần nguyên sẽ là chữ số gì? Số 0. Do vậy đây sẽ là một đáp án gì? Đúng. Được chưa? Rồi, câu B nè. 0,300. Đấy. Vậy thì các em thấy là 0,300. Vậy thì phần thập phân là 1, 2, 3 chữ số. Vậy thì mẫu, đây là một phân số thập phân của nó, mẫu phải là 1 gì? 1.000 mới đúng đúng không? Vậy thì nó phải là gì? Nó phải là cái gì các em? 300 trên 1 gì? Trên 1.000 đúng không? Đúng không? Đó, nó phải là gì? 300. À, xin lỗi các em, ở đây là, đây là gì? 100 thôi chứ không phải 1.000 nhá. Vậy thì 3, đây là 100 thì nó sẽ là 3 gì? 30 thôi đúng không? Đúng không các em? Đó. Vậy thì nó sẽ là 0, gì? 0,30 thôi. Đúng không? Đấy. Như vậy thì cái câu này nè, câu này nếu mà người ta rút gọn đi nè, rút gọn đi á, thì nó sẽ là 0,30 hoặc là 0,300 cũng được. Nhưng ở đây các em nhìn thấy nè, nếu đưa về phân số thập phân, các em bỏ cả tử và mẫu đi một chữ số 0 thì nó phải là tương ứng là 3 trên gì? 3 trên 10 mới đúng. Được chưa? Nhưng mà đây lại là gì? 3 trên 100. Đấy, do đó câu này sẽ là câu gì? Câu không đúng, tức là câu sai. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, 0,600 sẽ bằng gì? 600 trên 100. Đúng không? Đấy, vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây là mấy chữ số? 2 chữ số. Mà trên này phần thập phân đây mấy? 3 chữ số rồi. Đấy, do vậy thì câu này không cần nhìn chúng ta cũng có thể thấy được nó sẽ là sai ngay. Hoặc là các em có thể nhìn thấy ở đây nè, 600 nè, trên 100 nè. Đó, nếu các em lược bỏ đi thì nó sẽ đưa về gì? 10 thôi đúng không? 60 trên 10 thì nó sẽ bằng gì? 6,0 cơ. Đúng không? Nhưng mà đây là gì? 0,6. Đó, do đó câu này cũng sẽ là câu gì? Câu sai. Rồi. 0,600 bằng 0,6 đúng không các em? Chúng ta bỏ đi các chữ số 0 ở tận cùng bên phải thì sẽ được một phân số thập phân rút gì? Rút gọn. Do đó đây sẽ là câu đúng nhá. Được chưa? Rồi. Ta đến bài số 3 nhá. Bài số 3 thì yêu cầu mình điền cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng. Đó, vào những cái so sánh ở đây. Thì trước hết các em quan sát và các em nhìn thấy ở đây nè. 23,59. Vậy thì trong cái cách mà so sánh hai chữ số thập phân thì chúng ta sẽ so sánh phần nguyên nè. Phần nguyên ở đây là số bao nhiêu? 23 nè. Đúng không? Bên này cũng là 23. Được chưa? Đến phần thập phân nè. Phần thập phân phần 10 ở đây là số mấy? Số 5, đây là số gì? Số 6. Như vậy thì 6 so với 5 thì 5 là nhỏ hơn 6. Đúng không? Đấy, do đó 23,59 này sẽ nhỏ gì? Nhỏ hơn 23,6. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, 37,5 so với 37,500. Vậy thì như ở bài số 1, số 2 các em đã biết cách rút gọn rồi.
Vậy thì từ 37,500 nè, chúng ta sẽ viết thành một số thập phân rút gọn, đó là 37,5. Ta bỏ đi hai chữ số 0 này, vậy thì đây sẽ là gì? Bằng nhau. Được chưa? Rồi, ở đây 8,46 nè, đây 8,456. Phần nguyên bên này số 8, bên này số 8 bằng nhau. Được chưa? Đến phần gì? Phần thập phân nè, phần 10 nè, số 4 bằng nhau. Phần gì? Phần trăm, đây là 6, đây lại là gì? 5, vậy thì 6 sẽ lớn hơn gì? Hơn 5. Đấy, được chưa nào? Rồi, 80,04 so với 79,89. Vậy thì các em chỉ cần so phần nguyên 80 với lại 79 thì 79 sẽ nhỏ gì? Nhỏ hơn. Được chưa? Rồi nhá. Rồi chúng ta cùng đến bài số 4. Bài số 4 thì yêu cầu nè. Câu A nè. Viết các cái số họ cho ở đây theo thứ tự từ bé nè đến gì? Đến lớn nè. Vậy thì thầy đã hướng dẫn chúng ta rất là nhiều về cách viết các chữ số rồi. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh từng phần đúng không? Phần nguyên và phần thập gì? Thập phân nè. Được chưa? Đó. Vậy thì đây phần nguyên nè, chúng ta ghi ra đây là số mấy? Số 6. Đây là số mấy? Số 7 nè. Đây số mấy? Số 7. Đây là số mấy? Số 6 nè. Phần nguyên đây số 6. Thì yêu cầu là gì? Bé đến lớn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ so ba cái phần nguyên có cùng số 6 này nè. Thì chúng ta sẽ so đến phần nào? Phần thập phân nhá. Phần thập phân chữ số này là 8. Đây, chữ số này là 7 nè. Được chưa? Vậy thì chữ số này là mấy? 9 nè. Vậy thì bé đến lớn, vậy thì anh này sẽ đứng ở vị trí bé nhất là số 1 nè. Đó, tiếp theo anh này sẽ đứng ở vị trí số 2. Anh này đứng vị trí số 3. Đấy, vậy thì xong ba anh phần nguyên là số 6. Bây giờ đến hai cái anh phần nguyên là số 7 nè. Phần thập phân, anh này là số gì? 0. Anh này số mấy? Số 1. Như vậy thì theo bé đến lớn thì số 0 này sẽ là đứng ở vị trí số 4 và lớn nhất sẽ là anh số 5. Được chưa? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ viết ra thôi. Vậy thì bé nhất sẽ là mấy? 6,77 nè. 6,77 nè. Được chưa? Số bé thứ hai sẽ là gì? 6,8115. Được chưa? 6,815. Được chưa? Rồi, anh thứ ba nè, là mấy đây? 6,9. Được chưa? Rồi, cái anh đứng thứ tư nè, 7,0 vậy? 0,4 nè. 7,0,4. Và cái anh cuối cùng là anh số 5, 7,118. Được chưa? Đó. Cách mà thầy hướng dẫn cho các em rất là đơn giản và dễ hiểu đúng không? Không có gì là khó khăn cả. Rồi, ta đến câu B. Câu B thì người ta yêu cầu mình là các cái số này này, lớn đến gì? Đến bé. Vậy thì cũng giống như ở câu A, chúng ta cũng sẽ gì? Cũng sẽ so sánh từng cái phần, phần nguyên và phần thập gì? Phần trong mấy? 5 cái chữ số này. Vậy trước hết ta thấy đây phần nguyên là số mấy đây? Số 0. Phần nguyên của anh này là số 0. Nguyên là số 0. Nguyên là số 0. Nguyên đây cũng là số 0. Như vậy thì tất cả phần nguyên đều số 0. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phải so đến phần thập gì? Thập phân. Số này là 8 nè. Được chưa? Anh này là gì? 9 nè. Đang phần 10 đấy nhỉ. Anh này là số mấy? 7. Anh này số mấy đây? 7 nè. Anh này số mấy? Số 8 nè. À, vậy thì trong cái phần 10 đây nè, thì các em thấy số lớn nhất lớn đến bé đúng không? Vậy thì các anh có số phần 10 là 9 sẽ là số 1 nè. Được chưa? Giờ đến hai anh số 8 thì chúng ta phải xác định xem anh nào lớn hơn nè. Thì sẽ đến phần gì? Phần chục. À, phần trăm. Số mấy đây? Số 5.
Anh này phần trăm cũng số gì? Số 5. Đấy, như vậy thì lại bằng nhau. Thì chúng ta lại phải so đến phần gì? Phần nghìn. Vậy thì đây sẽ là số 0. Và đây sẽ là số gì? Số 1. Vậy thì các anh đứng số 2 sẽ là đây. Và đây sẽ là anh đứng số gì? Số 3. Rồi, bây giờ đến hai anh mà có phần 10 là số 7. Chúng ta lại so sánh tiếp. Phần trăm ở đây là số 8. Đây là số mấy? Số 9 nè. Vậy thì 9 sẽ lớn hơn 8. Do đó anh này sẽ đứng vị trí thứ 4. Và anh này sẽ đứng vị trí số gì? Số 5. Tức là anh này sẽ là em út, đúng không? Bé nhất. Đúng chưa nào? Đấy, chúng ta xếp theo thứ tự từ gì? Từ gì các em? Từ lớn đến bé, đúng không? Đấy, vậy thì lớn nhất sẽ là anh 0, gì? 0,9 này. Đó. Anh đứng thứ 2 là 0,8551. 0,851. Được chưa? Các anh đứng thứ 3 là 0,8 gì? 85. 0,8015. Được chưa? Rồi, các anh đứng thứ 4 là mấy? 0,7998. 0,798. Được chưa? Rồi, và anh cuối cùng, anh số 5, 0,789. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến bài số 5. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp M và N. Đó, tức là M và N nè. Sao cho M nè. Đó, nhỏ hơn 2012,8 nhỏ hơn N. Tức là cái số này nè, chúng ta nhớ là phải là số gì? Số tự nhiên nha. Vậy thì các em nhìn thấy đây nè, phần thập phân và phần gì? Phần nguyên. Anh này phần nguyên nè, tự nhiên là 2012. Được chưa? Vậy thì 2012 này nè, thì đứng đằng trước nó, đứng đằng trước nó là 2012 rồi, 2012 phải gì? Phải 1, 2012 phải 2, 2012 phải 3, vân vân. Thì tất cả những số này nó đều lớn hơn cái anh nào? Cái anh này, đúng không? Là 2012. Đúng chưa? Vậy thì ở đây một số tự nhiên nữa. Số tự nhiên thì cái này có thể đến 9, đúng không? Thì sẽ là 2013. Được chưa? Vậy thì hai số mà chúng ta cần tìm đây chính là gì? M và gì? Và N. Được chưa? Vậy thì M sẽ là 2012. Và N là 2013. Được chưa? Rồi. Đấy, như vậy thì đến đây thầy và các em đã thực hiện xong cái tiết số 1 này nhá. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.